Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện phẩm thứ bảy lợi ích cả kẻ còn người mất lúc đó ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn con xem chúng sinh trong cõi diêm phù sanh tâm đồng niệm không chỉ là chẳng phải tôi nếu gặp những việc về pháp sự trời lành phần nhiều thôi thân tâm tốn ban đầu còn hoang khi gặp duyên dự bảo ác chẳng lành lại lần thêm lớn những hàng người trên đó như kẻ mang đá nặng đi trong bốn lầy càng nặng thêm lần càng khốn đốn thêm lần chân đạp luôn lút sâu những người đó hoặc gặp hàng thiền trí thức đổi dùng đã bớt cho hoặc là đổi dùng hết cả vì hàng thiền trí thức đó có sức rất khỏe mạnh lại diệu đỡ người ấy khuyên gắng làm cho người ấy mạnh chân lên nếu khi ra khỏi buồn lầy đến chỗ đất bằng phẳng rồi thời cần phải xét nghĩ đến con đường hiểm dấu ấy đừng có đi vào đó nữa bạch Đức Thế Tôn những chúng sinh quen theo thói ác bắt đầu từ mày muốn rồi lần đến nhiều vô lượng đến khi những chúng sinh quen theo thói chẳng lành ấy sắp sửa mang chung thời cha mẹ cùng thân quyến vì người đó mà tu tạo phước lành để giúp tiền đồ cho người đó hoặc treo phang lòng và thắp đèn dầu hoặc chuyên đồng tôn kinh hoặc cung dường tượng Phật cùng hình tượng của các vị thánh cho đến niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát cùng bính chi Phật làm cho một danh hiệu một cầu cấu và của người sắp mang chung hoặc là ở nơi bốn thức nghe biết cứ theo nghiệp ác của người đó đã gây tạo suy tính đến quả báo thời đáng lẽ người đó phải bị đọa vào ác đạo song nhờ thân quyến vì người đó mà tu nhân duyên thánh đạo cho nên các điều tội ác của người đó thầy đều tiêu sạch như sau khi người đã chết lại có thể trong 49 ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành thời có thể làm cho người chết đó khỏi ăn chốn ác đạo được sanh lên cõi trời hoặc trong loài người hưởng lấy nhiều sự rất vui sướng mà kẻ thân quyến hiện tại đó cũng được vô lượng điều lợi ích vì lẽ trên đó nên nay con đối trước Đức Phật Thế Tôn cùng với hàng trời rộng tám bộ chúng người với phi nhân vân vân mà có lời khuyên bảo những chúng sinh trong cõi diêm phù để ngày lâm chung kẻ thân thuộc phải cẩn thận chớ có duyên hại và chớ gây tạo nghiệp duyên chẳng lành cũng đừng tế lễ quý thần cầu cúng ma quái vì sao thế vì việc duyên hại cho đến tế lễ đó không có một mày muốn chỉ lợi ích cho người chết cả chỉ có khiến thêm tội duyên của người đó làm cho càng thêm sâu nặng hơn tôi giả dự người chết đó hoặc là đời trước hay đời hiện tại vừa rồi đã chứng đặng phần thánh quả sẽ sinh vào cõi trời cõi người nhưng bị vì lung lắm chung hàng thân thuộc cây tạo những nghiệp nhân không lành cũng làm cho người trên đó mắc lấy hương lụy phải đôi biển trầm sinh vào chốn lành huống gì là người chia trên lũng xanh tiền chưa từng làm được chung phương lành đều theo ác nghiệp của họ đã gây tạo mà tự phải bị sa đọa vào ác đạo hàng thân thuộc nữa nào lại làm cho tội nghiệp của người ấy nặng thêm cũng ví như có người từ
tuyệt lương từng đã ba ngày, đồ vật của người đó mang vác nặng hơn trăm cân, bỗng gặp kẻ lân cận lại gửi một ít đồ vật nữa. Vì vậy mà người xứ xa đó càng phải khổ nặng nề thêm. Bạch Đương Thế Tôn, con xem xét những chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề ở nơi trong giáo pháp của Phật, nếu có thể làm việc phước lành cho đến chừng bằng sợi lông giọt nước, bằng một hồn cái một mày bụi nhỏ thời, tất cả chúng sinh đó đều tự mình được lợi ích. Cả khi ngài Địa Tạng nói lời đó như thế xong, trong pháp hội có một vị trưởng giả tên là Đại Biện. Ông trưởng giả này từ lâu đã chứng quả vô sanh, hiện thân trưởng giả để hóa độ chúng sinh trong mười phương. Ông chắp tay cung kính mà thưa hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa đại sĩ, trong cõi Nam Diêm Phù Đề có chúng sinh nào sau khi mạng chung mà hàng quyến thuộc, hoàng kẻ lớn người nhỏ, vì người trên đó mà tu các công đức cho đến thiết trai cúng dường làm những phước lành thời, người trên đó có đặng lợi ích lớn cùng đặng giải thoát trai ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Này ông trưởng giả, nay tôi thì tất cả chúng sinh trong hiện tại này cùng thở vị lai sâu nương nơi oai thần của Đức Phật mà nói lược về việc đó. Này ông trưởng giả, những chúng sinh ở hiện tại hay vị lai lúng xăm mạng chung mà nghe đặng danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát hay danh hiệu của một vị Minh Chi Phật, thời không luận là có tội cùng không tội đều được giải thoát cả. Như có người nam cùng người nữ nào lúng sinh tiền không tu tạo phước lành mà lại gây lấy những tội ác xấu, khi người này mạng chung hàng thân quyến kẻ lớn người nhỏ, vì người chết mà tu tạo phước lợi làm tất cả việc về thân đạo thời, trong bảy phần công đức người chết nhờ đắng một phần, còn sáu phần công đức thuộc về người thân quyến hiện lo tu tạo đó. Bởi vì cớ trên đây nên những người thiện nam cùng thiện nữ ở hiện tại và vị lai nghe lời nói vừa rồi đó nên cố gắng mà tu hành thời đặng hưởng trọn phần công đức. Con quỷ dữ vô thường kia không hẹn mà đến, thần hồn vớ vẩn mịt mờ chưa rõ là tội hay vướng, trong 49 ngày như ngày như điểm hoặc ở tại các ti sở để biện luận về nghiệp quả. Khi thẩm định xong thời cứ ý theo nghiệp mà thọ lấy quả báo, thần hồn người chết đó khi chưa được thọ sanh ở trong 49 ngày luôn luôn trong ngóng hàng cốt dùng thân quyến tu tạo vương lành để cứu vớt cho qua khỏi 49 ngày. Thời cứ theo nghiệp mà thọ lấy quả báo, người chết đó nếu là kẻ có tội thời trải qua trong trăm nghìn năm không có ngày nào được thoát khỏi, còn nếu là kẻ phạm năm tội vô giáng thời phải đọa vào đại địa ngục chịu mãi những sự đau khổ trong nghìn kiếp muôn kiếp lại vậy nữa. Này ông trưởng giả, sau khi những chúng sinh gây phạm tội nghiệp như thế, mạng chung hàng cốt nhục thân quyến có làm cháy để dũng thêm phương lành cho người trên đó thời, khi sắm sửa chưa rồi cùng trong lũng đường làm chớ có đem nước gạo lá rau vân vân đổ vãi ra nơi đất cho đến các thứ đồ ăn chưa dâng cúng
cùng tăng thời sống bấy phần công đức người trên hướng được một phần này ông chứng giả. Vì thế nên những chúng sinh trong cõi diêm phủ sau khi cha mẹ hay người thân quyến chết nếu có thể làm cháy cúng dường chỉ tâm cầu khẩn thời những người như thế kẻ còn người mất đều đặng lợi ích cả lúc ngài Địa Tạng nói lời này tại cung trời đao lợi có số nghìn muôn ức là do tha quỷ thần cõi diêm phù đề đều phát tâm bồ đề vô lượng ông trường gia đại biện vui mừng vấn lời dạy làm lễ mà lui.